Xin chào các bạn, mình là Kakon, chào mừng các bạn trở lại với tập tiếp theo của The Escape Space. Wow. Cái từ này khó nói. The Escape Space. Ok, tức là vượt ngục. Ok, tuyên bố là mình lỡ tay mình xóa mẹ cái sale của cái tập trước rồi. Tuy nhiên tin vui là mình đã trở lại cho đúng đến cái đoạn mà chúng ta có đủ mấy cái đồ để trốn thoát á. Nên ok, nên mình nghĩ là trong tập này chúng ta có thể trốn thoát được. Vì mình chơi lại mình cũng lười á, không có đặt tên lại tụi nó nên nói chung là tên nó hơi loạn xịn ngầu tí, nhưng mà nhìn chung là cũng giống như cái phần trước thôi các bạn. Mình cũng đã có đủ đồ, mấy cái đồ quan trọng là cái kìm nè, cái mẫu khóa hôm bữa mình có được, và cái bật lửa để chúng ta làm cái khóa, và một bộ áo nữa, bộ áo để thoát, áo của lính để thoát ra ngoài. Ok rồi. Ok, ngày hôm nay là ngày cuối cùng nên chúng ta phải cực kỳ ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, okay? không nên liều. Cuối cùng tụi nó tịch thu hết đồ mình mà. Con nào bán cái băng dính không, man? Mình thấy trong cái màn này băng dính là thứ hiếm nhất luôn á. Ờ khoan, tại sao chúng ta phải làm này? Cái mẹ nó chứ, mình tranh thủ mình đi lục lõi chứ. Wow, sao mày tàng trữ lắm, sao bông mày chó? Một cục chưa đủ hả? Buổi sáng mình nghĩ là chúng ta lúc mà tụi nó đang tập trung á, mình nghĩ là chúng ta cứ nên tranh thủ lượm lặt, chỉ xuất hiện vào lúc của phút chót thôi, điểm nhanh cuối giờ. Bam, không bây giờ tụi nó đi sáng chúng ta lại tiếp tục lượm lặt. Wow, sao bọn này hôm nay nghèo thế, không có gì luôn á. Ok, được cái cái mẫu là chú thích á, đáp đồ, nói chung là gần như không quan trọng. Gần như không có tác dụng gì hết. Ok, wow. Biết rồi, em đến giờ. Đến. Fuck. Má nó kiểm tra phòng mình. No. Fuck. Oh man, đừng nói đồ nó đi hết rồi nha. Đừng. Rồi. Các biết sao? Một cách chữa rất nhanh đó là chúng ta loát lại. Mình không có đời nào mình chơi lại từ đầu đâu, mẹ. Nghĩ sao vậy? Không à. Má mình mất bao nhiêu thời gian? 10 ngày. À, mình không nhớ phần trước là mình chơi mấy ngày nữa. Nhưng mà má cái này mình chơi 10 ngày mới lấy đủ đồ cho nó. Thu thập đủ đồ để thoát ra. Đời nào mình chơi lại. Được cái là cứ mỗi sáng nó sale lại nên ví dụ các bạn mà ngày nào mà các bạn quá chơi quá tồi thì tao thật lát. Wow, này nó nghèo kinh khủng. Thôi rồi, mình nghĩ mình sẽ qua bớt mấy cái đoạn này đi, không quan trọng cho lắm. À, khi có gì thú vị mình sẽ quay lại. Rồi, đến giờ ăn rồi. Thôi chúng ta ngoan ngoãn ngồi ăn thôi. Thằng bạn của phòng ấy rồi. Biết. Dám ngồi gần thằng cục phòng của tao mày. Copper mấy này bán không có gì thú vị hết. Tên mày là gì? Terrell hả? Quang ngủ ngon không Terrell? Má, gãy to vậy chắc là ngủ ngon gì? Mày là thằng bạn cục phòng thứ hai của tao á, cái thằng đầu tiên là thằng hỏi có đúng không, tao chưa nói mà đã đi hả? Thằng rất là bất lịch sự. Rồi. Các bạn sao? Rồi mình thì bỏ việc nhưng mà thôi, chúng ta hôm nay mình thì đình công không làm việc nhưng mà thôi. Nếu mà chúng ta không làm việc á, bọn nó sẽ nó nóng lên mất công tụi nó lại tịch thu đồ mình nữa. À, mình cứ tưởng là cái màn dễ như vậy nó không kiểm tra phòng nhưng mà nó vẫn kiểm tra phòng, có điều là nó không thường xuyên như mấy màn khó. Xong rồi nhá, đây là lần cuối cùng tao làm việc cho tụi bay á. Mày có nhiệm vụ gì cơ? Đấy thằng Chris à. Fuck it. Chơi luôn các bạn. Chúng ta thằng nào Chris? Chris là nào? Má mình điểm mình sắp maximum hết rồi. 96, 98, 98. Mày là Chris đúng không? Chris em lại đây. Em đi đâu đấy? Cho anh đi với.
Hey, chết mày đi. Đấy, tôi nhanh không thì không nên đụng vào đầu nó. Ok, chúng ta có cái này, cái cắt. Mình sẽ nâng cấp cái cắt này lên. Cái cắt này đang là level 1, chúng ta thêm một cái băng keo và thêm cái file. Cái file này như là một loại kim loại gì đó. Được level 2, okay. Level càng cao thì cắt càng nhanh thôi. Cái cắt nào, cái mẫu nào. Đây, đây là tuyệt chiêu nè các bạn. Nếu mà bạn lấy bật lửa đốt đốt nóng cái lược này, chúng ta sẽ có thành cái chất lỏng nhựa lỏng, và sau đó chúng ta kết hợp hai cái này lại với nhau, đổ nhựa lỏng vô cái mẫu, chúng ta sẽ được bêm cái khóa. Kinh chưa, khóa chỉ bằng nhựa thôi nhưng mà vẫn hiệu quả bằng khóa như khóa thiệt. Ok, và đây là những thứ chúng ta cần đúng không? Như chịu vậy. Mình thích mình mang cái này theo, mình mang cái cùi này không theo không được, nhưng mà không phải cái cùi, cái dùi bọn cảnh sát hay cầm á, nhưng mà vũ khí mình ngon hơn nhiều. Ok, và còn thiếu một thứ nữa, các bạn biết cái gì không? Oh man, thế thôi tưởng. Ủa sao tự nhiên điểm mà điểm truy nã mình 33% vậy? Thôi từ giờ đến chiều là tốt nhất không nên làm gì để gây chú ý cho nó. Chúng ta hãy lấy hai gối kết hợp với cái mền, nó sẽ thành cái giống như là gọi là gì đó, một cái thằng hình nộm á, và chúng ta sẽ để cái thằng hình nộm bên đây để lừa tụi nó. Nhưng mà từ từ, đừng làm thế. Rồi, ngày hôm nay ngày còn lại mình nghĩ là thời gian còn lại mình sẽ không đụng vào bọn cảnh sát đâu, nên những cái nhiệm vụ là đánh lạc hướng là biến. Bây giờ giết thằng Andrew và Liam, đứa tay quá này, không đập là không được. Andrew lần nào. Wait, oh shit, thằng này thù dai quá. Mình hôm nay mình đánh nó đúng không? Dạ biết rồi, em xin lỗi đại ca. Jeez. Ngày mai là em sẽ không đánh anh nữa đâu. Liam là mày. Cái này là thuốc thuốc để cạo râu đó. Không cần, tao có râu đâu cạo. Rồi, chúng ta tranh thủ xem nào. 9898 tranh thủ tập tí cho tròn 100 nào. À đúng rồi, mình tìm 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 được cách để tự động hóa cái quy trình tập này các bạn. Tại con chuột mình á, nó có cái nút, mấy cái nút lập trình nữa, chúng ta chỉ lập trình cho nó là mỗi lần ấn nút chuột á, nó tự động nhấp 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 cái nút thôi, đơn giản. 100%. Rồi bây giờ mình phải đứng ở đây nữa. Khoan, từ từ, chúng ta có thể vào đây. Tụi bay. Andrew má ngoại vào tù đúng là trong cái rủi có cái may. Nhờ trong tù mình mới tu luyện được như thế này. Chứ nếu không vào tù không đời nào được một quyển sách. Xong, anh ngứa tay quá rồi, con nào đến đây cho anh đập không nào. Thằng Andrew lần nào, Andrew lần nào, mày bán gì cô? Bây giờ mình chỉ cần mua băng băng dính thôi, mình rất cần băng dính. Andrew, hỏi này Andrew, 202 mấy? Sai rồi con, 202 là chết mày đi. Holy shit, thằng này nó có vũ khí ngon này. Cái khốn này ngon lắm à, nhưng mà không ngon bằng cái của mình. Đúng rồi, cho tao xin miếng đùi gà nữa. Má thực sự mình, má cái màn này tìm được băng dính khó chết bà nội luôn. Băng dính là hầu hết mấy cái nâng cấp là chúng ta đều cần băng dính hết. Băng dính đa năng. 4 giờ chiều rồi, chúng ta sắp sắp đến giờ định mệnh rồi. Wow. Cái thằng này nó cần gối mới ghê chứ. Đừng nói lúc lúc sáng mình cướp cái gối rồi, nó giờ nó đeo cái gối ngủ. Được rồi, sao mình ngu vậy? Mày chuyển vào vào phòng thằng khác, mày trộm gối của nó. Vậy mà cũng đi 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 hỏi. Má nó trả 22 đô cho cái gối, kinh khủng. Cooper là nào? Nó hỏi đồ mình giờ nó đi đâu ấy. Mấy bọn này.
Đúng là không đặt tên thì nó thấy loạn hết rồi, không biết nào thế nào. À, đây là bữa ăn chiều cuối cùng của chúng ta. À, chúng ta phải đi vào chia tay bạn bè thôi. Mình chuẩn bị mấy món quà cuối cùng cho bọn nó. Em biết rồi đại ca, em đến giờ nè. Men cái bọn này. Shit. Ai? Cooper là nào nè? Đầu tiên cho mấy gối nè, tội nghiệp. Ủa không có gối, dễ bị đau cổ lắm. Này Daniel. Rồi, cho mày cái chanh nè. Mày làm gì làm, không quan tâm. Đừng lấy nhau nữa. Có ngày cuối cùng trong của tao trong đây, đừng có hòa bình chứ. Wow, sao ăn tối ngắn vậy? Liam, cho mày cái thông bồn cầu nè. Tao biết được tật xấu của mày. God damn it. Mình đang muốn cố gắng là giữ cho cái độ truy nã thấp xuống mà mới làm cho mình. Sao? Từ giờ đến cuối ngày chúng ta phải cực kỳ ngoan ngoãn. À, đây mới là lần là, đây là mới là lần cuối cùng. Ok, lần trước không phải lần cuối cùng. 800 đô. Để xem nào, thằng bạn cùng phòng mình rồi. Cho lấy tiền này. Coi như là kỷ niệm chia tay. Cooper. Mình với bạn cùng phòng này quan hệ khá tốt nhé các bạn nhìn thấy màu xanh không? Màu xanh tức là à, cái điểm mà nó điểm quan hệ đó, không như như với thằng chọc lúc trước, chọc cái thằng hói gì mà mình đánh nó suốt ngày à. Còn thằng này chúng ta thằng này mình với nó rất là hòa thuận. Rồi tao cho mày 50 đô, ok. À, mua gì đó ăn đi, kem kiếp gì đó ăn đi. Khoan, mày có bán ấy không? Men, tại sao mày không bán băng dính thằng chó? À, mình rủ nó trốn cùng nhưng mà nó không chịu, nó muốn ở trong tù, chả biết tại sao. Mà những giây phút cuối cùng ở trong tù có nào bắn băng băng dính không? À, kiếm được cái băng dính khó quá. Thôi. Ok. Rồi chúng ta. Giờ chúng ta lấy hết những thứ này. Man, nếu mà có băng dính là mọi thứ nó sẽ lấy luôn cái này đi. Mọi thứ nó sẽ khác biệt rất nhiều. Khoan từ từ. À, như vậy là ổn đấy. Bây giờ chúng ta chỉ đếm từng giờ, từng giờ, từng phút nữa thôi, cho đến lúc xong. Sao bọn này cứ thích mang mền ra ngoài làm gì nhỉ? Tranh thủ tập tí nào. À, bây giờ tập thể dục đối với mình rất là nhẹ nhàng, tại vì mình chỉ ấn một nút là xong. Không còn về khổ sở như ngày xưa nữa. Nếu như mình không làm thì sau giờ này đến giờ tắm đúng không? Và chúng ta sẽ em bật lửa. Thằng này nó bán cả mà nó lấy bộ đồ của lính ở đâu ra ta? Mà này bán đồ rẻ thật. Oh, mình hiểu rồi. Yeah. Thì ra cái điểm này nè, cái điểm quan hệ này nó ảnh hưởng đến cái giá đồ. Thằng nào cũng mấy thằng mình nó bán đồ mắc kinh khủng luôn, hay bán đồ ra mà như như cái tôi biết là mấy mua bình thường là mất phải 70-80 đô á, nó bán 40 đô à. Man, à, thôi rồi mình sẽ rút kinh nghiệm. Về sau mình sẽ cố gắng không không đập tụi nó nhiều nữa. Nhưng mà khó, tụi nó lúc nào cũng có là nhiệm vụ tụi nó để mà tăng quan hệ đúng không, chúng ta phải làm nhiệm vụ cho nó đúng không, mà làm nhiệm vụ cho nó thì toàn cái kiểu mà đi đập thằng khác mà, nên nếu mà mình tăng quan hệ thằng này thì mình sẽ gọi là mất quan hệ với thằng khác. Tại vì mình phải đập thằng khác. Nói chung là có chung là mất được cái này mất kia. Ok thôi được rồi, Terrell cho mình thêm 50 đô nữa nè. Tiền tao giờ nhiều tao chả để làm gì nữa. 51 đô bonus thêm 1 đô đó, lên 100 chưa? Ồ mày lên 99 rồi. Bán đồ có rẻ hơn không? Dễ bán đồ lắm. Oh man, mình chỉ mong muốn được mua cái băng cái băng dính ở phút chót. À, chúng ta chuẩn bị, mình hồi hộp quá, mình chưa bao giờ thoát thoát thử bao giờ hết, mình chưa thử luôn. Đây là đầu tiên á. Kệ, đầu tiên là chúng ta bỏ qua cái đoạn đó, chúng ta bỏ vào nhà để hình ngộm lên đây và chúng ta vẫn cứ tham gia điểm danh như thường, nhưng chưa có chuyện xảy ra, rất là ngoan ngoãn. Oh shit, no 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 no.
Fuck, 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 fuck. Tôi kiểm tra phòng. Fuck, fuck, fuck. No, 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 đừng, 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 đừng. Đừng, đừng, đừng. Oh, fuck, 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 fuck. Rồi, chúng ta đã tiêu hủy tất cả mọi chứng cứ. Oh, holy shit. Rồi, em có mặt nha. Nãy giờ em đứng đây đấy, em không đi đâu hết. Alright, chúng ta... Okay. Mặc đồ vào. Alright. Mình, mình xin lỗi đấy. Nếu như mình có cổ bắp thì các bạn thông cảm là mình chưa bao giờ. Rồi, chúng ta đã tắt được cái máy. Và cắt dây. Cảm ơn. 36, ok. Yes, baby. Woo. Wow, cái này chỉ là easy thôi các bạn. Lần đầu tiên chúng ta đã vượt ngục được. Man, chúng ta lại tự do. Bây giờ là được tung hoành giang hồ. Man. Đấy. Mà mình thấy cái game này vui các bạn. Mình chơi mình thấy rất là ghiền. Không biết các bạn thấy như thế nào. Nếu như bạn muốn coi thêm á. Tại vì còn rất nhiều màn các bạn. Các bạn xem thử. Mình chơi vừa chơi màn easy đúng không? Chúng ta có bình thường đúng không? Và chúng ta có hard khó và very hard rất khó nữa. Thì nếu như bạn muốn xem tiếp thì các bạn comment bên dưới. Nhìn nếu mà nhiều bạn thích thì mình sẽ làm tiếp, còn không thì mình sẽ chơi một mình thôi. Chả có mất mát gì hết. Còn nếu như bạn thích series này thì các bạn nhấn like của mình. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào. Và hẹn gặp lại.